Đức Nhân khoe góc nghiêng thần thánh, khẳng định ngày càng tự tin vào nhan sắc hậu phẫu thuật thẩm mỹ. Lê Thị Đức Nhân, chủ kênh YouTube Vợ Chồng Nhà Nhân, đang là một trong những nữ YouTuber nhận được nhiều sự quan tâm nhất của dân tình. Độ nổi tiếng của cô ngày càng cao hơn sau khoảng thời gian về Việt Nam gặp gỡ gia đình. Đặc biệt, cùng lúc đó, Đức Nhân đã mạnh tay chi ra khoảng 200 triệu đồng để cải thiện nhan sắc của mình bằng phương pháp thẩm mỹ. Trong video của mình, cô chia sẻ do không hài lòng về dáng mũi nên muốn thay đổi, chỉnh sửa lại để gương mặt trở nên thanh thoát hơn. Thế nhưng sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật, không ít người đã nhận xét chiếc mũi mới của Đức Nhân giống như bị lỗi, không phù hợp với cô. Thậm chí còn có những ý kiến không hay, khó nghe khiến nữ YouTuber từng phải nhiều lần lên tiếng giải thích. Cô cho biết bản thân từng rất tự ti vì chiếc mũi kém thẩm mỹ, vì vậy ngay khi có điều kiện và dũng khí, cô đã quyết định đi chỉnh sửa lại. Do mới làm hơn một tháng nên chiếc mũi vẫn còn khá sưng, chưa định hình được đúng form. Dù thế, cô vẫn rất hài lòng vì bản thân đã tự tin hơn, dám dùng cả camera thường để quay video. Bộc bạch trên trang cá nhân, nữ YouTuber nói, từ khi sửa lại mũi, Nhân nhận về rất nhiều ý kiến, từ khen đến chê. Một người bình thường bị một hai người chê thôi cũng đủ buồn, huống chi Nhân làm mũi xong phải quay cho cả tỷ người xem bằng camera thường. Thật sự nhiều lúc bị nói mà buồn đến mức không muốn quay nữa. Hiện tại Nhân không dám nói gì ngoài từ đợi. Nhiều bạn nói Nhân sửa cho quay lại như xưa đi, nhưng đã đợi chờ không được, giờ có sửa lại cả tỷ lần thì cũng kêu Nhân sửa lại thôi. Đợi được đi rồi tính tiếp. Vài tháng trôi qua, cứ mỗi lần Đức Nhân xuất hiện là nhan sắc của cô lại được đem ra bàn tán. Xong thay vì tỏ ra khó chịu thì mới đây cô đã chứng minh cho mọi người thấy gương mặt qua chỉnh sửa của mình không hề bị lỗi mà nét đẹp ngày càng hoàn thiện hơn. Đức Nhân đăng tải hình ảnh khoe khéo góc nghiêng thần thánh, đặc biệt gây ấn tượng với chiếc mũi cao, thon gọn. Cô còn khẳng định đã ngày càng tự tin với gương mặt mới này. Qua đó ngầm khẳng định việc bỏ ngoài tai những lời bàn tán về ngoại hình. Để có được ngoại hình mới ưng ý như bây giờ, Đức Nhân đã phải trải qua khoảng thời gian khá mệt mỏi. Thời gian đầu gương mặt của cô còn bị sưng, phải chịu cảnh băng bó rất lâu trước khi được chiêm ngưỡng nhan sắc sau hoàn thiện. Bên dưới bài đăng, có thể thấy dân tình để lại cho Đức Nhân sự ủng hộ lớn với diện mạo hiện tại. Hầu hết các ý kiến đều dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của nữ YouTuber và vui mừng khi thấy cô không bị ảnh hưởng bởi những bình luận trên mạng. Không gì bằng việc chính mình tự tin vào nhan sắc của bản thân chị ơi. Nhìn mũi khá hợp với mặt chị đó, cho thêm vài tháng nữa là trông sẽ đẹp hơn. Mặc dù thích gương mặt trước đây của Nhân hơn, song vẫn ủng hộ quyết định của bạn. Ai nói gì thì nói, bản thân thấy đẹp thì mới tự tin được. Khi công nghệ ngày càng phát triển thì việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để khiến bản thân xinh đẹp hơn đã không còn là điều quá xa lạ. Chẳng những phụ nữ mà ngay cả nam giới cũng có thể nhờ cậy vào các phương pháp chỉnh sửa để có ngoại hình ưa nhìn hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe bản thân cũng như có được kết quả tốt nhất, mọi người cần lựa chọn cơ sở thẩm mỹ lớn có uy tín. Cùng với đó, hãy chỉnh sửa sao cho phù hợp với tổng thể khuôn mặt thay vì chạy theo trào lưu. Đức Nhân đã phải rất chịu khó chăm sóc để gương mặt được ổn định hơn sau chỉnh sửa thẩm mỹ. Còn bạn thấy sao về diện mạo hiện tại của cô? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!